Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món nữa nha. Hôm nay là mình làm món mực xào nè. Ở đây á, mình có 300 g mực mực giòn nè. Mực này nó giòn lắm cô chú anh chị. Mình đã sơ chế, mình đã rửa sạch hết rồi. Mình cắt từng miếng vừa ăn luôn. Rồi ở đây á, mình xào kèm gồm có nè, tỏi nè, mình có 3 tép tỏi mình băm nhuyễn nha. Rồi các gia vị nêm gồm có nè, đường, muối, bột ngọt. Ở đây mình có một tí xíu bột ngọt và nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh ăn đường ha. Rồi mình có tiêu luôn. Mình xào chung á, gồm có nè, cà chua. Cà chua thì một trái cà chua mình cắt cho làm tư ha. Đó, mình cắt ra từ miếng như vậy, dưa leo thì mình chẻ đôi, mình cắt miếng mỏng. Còn thơm á, mình ở đây mình có nửa trái thơm ha. Mình cũng chẻ đôi ra, mình cắt từ miếng luôn. Mình có một củ hành trắng, mình cắt muối cao. Và ở đây mình có cần và hành, mình cắt khúc sẵn luôn ha. Rồi, mình đã giới thiệu các nguyên liệu cho cô chú anh chị mình cùng xem cái món mực xào của mình hôm nay. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào bếp ha. Mình sẽ xào cái phần mực này nha. Mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình vào bếp. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo lên nè. Sau đó là mình cho 2 muỗng canh dầu ăn ha. Rồi, dầu ăn nóng thì sau đó mình cho cái phần tỏi vô mình phi cho nó thơm vàng nè. Rồi cái phần tỏi của mình thơm, sau đó mình cho hết cái phần mực vô mình xào ha. Mình xào cho nó săn cái phần mực, là sau đó là mình cho cái phần thơm vô trước ha. Rồi như vậy phần mực của mình cũng săn, mình cho cái phần thơm vô mình xào luôn nè. Rồi mình cho các gia vị vô luôn ha. Nào là đường, muối, bột ngọt luôn ha. Rồi sau đó là mình sẽ đảo đều lên nè. Đảo đều lên và mình sẽ để cho nó thấm gia vị ha. Rồi sau đó là mình cho luôn cái phần dưa leo vô luôn nè. Thì nói chung là mình xào cái phần mực này á, nó cũng lẹ chín lắm ha. Mực xào cần cà này nó lẹ chín lắm cô chú anh chị ha. Hoặc là mình xào còn cái chế độ rau củ của mình, dưa leo đồ đó, nó còn độ giòn thì nó rất là ngon ha. Rồi sau đó mình đảo đều lên nè, cho nó thấm gia vị ha. Rồi mình cho luôn cái phần cà vô luôn ha. Wow, bây giờ nó rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mình đảo đều lên ha. Mình đảo đều lên thì nó chỉ việc nó chỉ sôi bùng lên một cái là mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình đó. Còn nếu mà cô chú anh chị mình không nêm nữa thì như vậy một hồi mình chấm kèm với lại nước tương hoặc là nước mắm mặn ha. Nè,
Nè, cái mực của mình nó như vậy cũng là chín rồi hết cô chú anh chị. Cái mực này á, đặc biệt nó không có bị teo nè, nó rất là ngon luôn ha. Rồi cái phần mực của mình như vậy cũng chín rồi nè. Sau đó mình cho cái phần hành lá với lại cần vô nè. Đó, mình cho hết vô nè. Rồi sau đó là mình sẽ đảo đều lên ha. Đảo đều lên và mình sẽ cho một tí xíu tiêu nữa. Như vậy là cái chảo mực xào cần cà của mình cũng xong rồi đó cô chú anh chị. Wow, rất là hấp dẫn ha. Mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng vào bếp làm với lại Linh Nguyễn và cho gia đình mình đổi món và thưởng thức những món ăn ngon trong gia đình ha. Này rất là hấp dẫn luôn. Rồi sau đó mình cho tí xíu tiêu lên nè. Rồi như vậy là cái mực xào cần cà của mình cũng xong rồi đó. Mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha.